em xin chào cả nhà đã quay lại kênh bác sĩ việt nam hôm nay là nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước thứ nhất là được mạnh khỏe thế đó là được bình an bên gia đình và người thân ha và hôm nay em gửi đến anh chị một sản phẩm này là một mảnh giường nha anh chị à cực kỳ đẹp nha anh chị trước cái màn hình mình anh chị, mình di chuyển đường này là khoảng là 100m thôi sẽ đụng tới đường đan là 3 mét rưỡi nha ra đó mình về phải anh chị là về đường nhựa huyện 35 làm di chuyển khoảng là hai cây số nha anh chị đường này là xe ô tô mà lưu thông được nha anh chị xe ô tô loại nhỏ ha tại đường này cũng hai mét rưỡi anh chị biến đất mình anh chị là ngang diện tích năm là 52m sâu vô là 33 m anh chị. Với đặc biệt đây là hai mặt tiền luôn chị. À, rất là tuyệt vời nha anh chị. Một mặt đường tan hiện tại em đang quay đây. Còn một mặt nữa là chiều sâu là đường đá xanh công cộng một mét rưỡi nha. Đó, đường thông luôn nha anh chị. Anh chị không? Em quay xung quanh cho anh chị xem nè. Nhà cửa là khá là đông nha anh chị. Rồi, để em quay qua cái mặt tiền cho anh chị xem. Anh chị thấy không? Mặt tiền khá là dài nha anh chị. Mặt tiền 52 mét anh chị, tới cái xe chỗ mà cây dừa đó anh chị, đó, mặt tiền khá là dài nha. Hiện tại mảnh vườn mình anh chị là trồng khế với anh chị, và hiện tại thì ta mới xạ ngò thêm, đó, tọc thêm vô nha anh chị. Đây, một miếng đất khá là tuyệt vời nha chị ơi. Vị trí đất mình ở đây anh chị là ấp Long Thới nha, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Còn trước cái màn hình mình anh chị, mình di chuyển đường này là khoảng là một cây gửi số đây là sẽ đụng tới tiện ích ha ở đó thì có thế giới động nè rồi quỹ ban nè rồi ngân hàng nè rồi trường học nè và nhiều tiện ích khác nha đó, di chuyển rất là thuận tiện ha đường này là xe ô tô mình lưu thông nhanh chị xe ô tô loại nhỏ nha còn nếu mà xe 7 chỗ hay xe là lớn hơn á thì vô hơi khó khăn nhanh chị xung quanh đất mình anh chị đã có hàng gào hết rồi nha mình rất yên tâm đây từ cái bên trái anh chị ha có hàng gào nè sâu vô cái đoạn này á thì là 36 mét anh chị còn cái đoạn mà mặt tiền thứ hai đừng nó xanh á chiều sâu nó là 33 mét nha đó, nó cụ thể thông tin chính xác để anh chị nắm ha Chút xíu nữa em sẽ đưa lên cái sổ luôn anh chị xem cụ thể à, cái cuốn sổ của mình nha đất mình đó anh chị thì hiện tại thì có bếp quay tự động hết anh chị ha mình tưới rất là dễ dàng nha anh chị mình kéo vào dao lên đây là tưới được anh chị ha, không cần tưới tay hay là kéo ống thun à, rất là cực nhanh chị, một miếng giường khá là đẹp như anh chị, trên đất mà anh chị thì sạch sẽ không có màu mãi gì hết, không có dướng dây điện anh chị ha, Đó, xung quanh thì dân cư à, khá đông nha, còn di chuyển về đường nhựa Mày khoảng là hai cây số đô lại, còn nếu mà di chuyển về tiện ích chỉ có là một cây gửi số thôi anh chị thấy không? đường xá là rất là rộng rãi, mặt tiền thì khá đẹp, anh chị thấy không? Một bến giường thì về đây mình chăm sóc, thì à, ví dụ anh chị mua hết cái giường này đi, thì à, ví dụ anh chị có con cái thì phân ra người nền nền mình ở với anh chị ha, thì à, phía sau thì anh chị muốn trồng thêm cái cây thì mình đặt thêm vô anh chị ha, thì trên đất này giờ đó, thì chủ trồng khế đây ha và xạ thêm à, ngò đó anh chị, đó, kiếm thu thu nhập nhanh chị. Wow cây rất là tốt nha anh chị hiện tại thì mảnh vườn này anh chị thì chủ đang canh tác qua đang chăm sóc luôn nha thì mỗi clip đó anh chị thì có một cái rãnh nước nha khoảng một mét rưỡi anh chị thì một clip của mình nó khoảng là 6 đến 7 mét anh chị rất là rộng nha anh chị nó không biết chiếm diện tích đất của mình ha phía sau cái đuôi đất mình chị thấy không có cái nhà đó, đó. và bên hông bên phải cái miếng đất mình thì có đường đá xanh công cộng ha đường thông nha anh chị đường đó là đường xe máy đường đá xanh một mét rưỡi ha nếu mà anh chị ở uh, trung tâm thành phố mỹ tho á, thì mình chạy xe ở đây là khoảng là 12 phút ha anh chị đó là tới ha còn nếu mà anh chị ở sài gòn á mình di chuyển về đây chạy xe ô tô mình đi đường cao tốc anh chị là khoảng là 2 tiếng đồng hồ nha còn nếu mà đi xe máy á, thì hơn 2 tiếng là tới nha anh chị đường xá anh chị thấy không? em quay rất là kỹ đó. từ cái đường đó đi ra chuyển ra đường 3 mét rưỡi chỉ có là 100m thôi còn di chuyển là đường nhựa thì là hai cây số anh chị thấy không? em nói đường xá rất là rõ ràng để anh chị nắm được để mình về mình xem cái mảnh vườn của mình cần mua ha mảnh vườn mình anh chị gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ 2 anh chị là hết diện tích cái vườn mình nha là tổng diện tích là phẩy 2 mét vuông nha đó nói cụ thể cho anh chị xem ha đất mình nó thì được hai hướng nha chị một hướng là hướng đông nam còn một hướng nữa là hướng đông bắc nha anh chị đó hai mặt tiền khá là rộng rãi rất là thông thoáng anh chị thấy không rồi để xíu nó di chuyển qua đường đá xanh làm chi vô cái giường luôn quay một lần nữa bên trong kỹ hơn nữa cho anh chị nắm ha thì tên đất mình anh chị thì có hệ thống à, bếp quay tự động hết rồi anh chị ha Mình về mình à, khỏi có kéo à, ống thung hay làm tứ tay rất là bất tiện anh chị ha Ở đây á, thì mình có đèn đường lên anh chị Dân cư thì khá là đông nha Đây có cái dừa nữa anh chị à, Cái dừa trái rất là sai nha anh chị Dừa này khoảng là mười mấy năm rồi anh chị Anh chị và cô chú cũng đừng quên à, like, chia sẻ, à, nhấn nút đăng ký dưới màn hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất à, tìm đất nền, à, đất công, à, đất vườn, nhà ở để cho anh chị đầu tư hay là về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. À, chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Đây chị thấy không, đường xá rất là rộng rãi chị. Đây là xe ô tô loại nhỏ mình vô tới vườn nha chị. Đây là đường đá xanh mặt tiền thứ hai nè anh chị đường này là đường xe máy nha anh chị đá xanh chỉ có một mét rưỡi thôi cái đường này là đường thông nha anh chị di chuyển đường này thẳng hoài luôn là sẽ đụng tới đường nhựa nha anh chị à, em nói rất là cụ thể để anh chị nắm ha rồi để em quay qua cái mặt tiền lại cho anh chị xem nè đây mặt tiền là khá là rộng nha anh chị mặt tiền mình đó là đường đan đó là 52 m còn mặt tiền đường đá xanh là 33 mươi ba m anh chị còn cái đầu bên trái á, là 36 m anh chị. Rồi để em đưa lên cái à, la bàn không à, tỷ một lần nữa à, em định vị chính xác cho anh chị nắm ha. Đây là cái hướng đông nam nè anh chị. Đó. Còn một hướng nữa là hướng đông bắc nha anh chị. Đây là cái la bàn chính xác nha. Để ở, em đã chụp và gỡ lên để cho anh chị nắm. Mình ví dụ mình cắt cái nhà thì hợp với hai hướng này thì đây là vị trí thích hợp cho anh chị và cô chú về đây mình ở ha và nghỉ dưỡng nha anh chị đây là cái sổ anh chị thì đất này xưa giờ ta ở đây rất là lâu anh chị cái sổ này sổ đỏ nha anh chị vị trí đây đó là ở ấp Long Thới xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị tổng diện tích cái mảnh vườn mình nó chị là 1781,2 m2 nha. Đất mình là đất trồng cây hàng năm khác nha anh chị. Đó, em đưa cái sổ đỏ lên cụ thể để anh chị nắm được à, để mình xem ha rồi anh chị về đây mình à, mua về mình nghỉ dưỡng là cái khu này là rất là thích hợp anh chị khu này là yên tĩnh nè à. rồi à, an ninh nè à. và đường xe ô tô đó chị quá là tuyệt vời đúng không chị đây là các bạn trích lục nè anh chị ha các bạn vẽ nè ngang là 52 m anh chị chiều sâu á là 33 m wow, diện tích khá là rộng rãi anh chị gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 2 tỷ 2 nha lên tổng cái thửa đất mình luôn anh chị là 1 781,2 mét vuông rồi em di chuyển vô mảnh giường anh chị em quay kỹ bên trong nữa ha chị, anh chị nắm ha một mảnh giường này không phí thời gian cho anh chị xem ha khá là đẹp anh chị hiện tại thì ta mới tỉa bớt cái cành đó chị tại nhiều quá ta tỉa lại cho nó gọn lại để cho nó đẹp hơn chị ha cây trái anh chị ha bông trái rất là xâm xê nha anh chị nhìn rất là mê nha anh chị bất sản đất việt cũng nhận ký gửi à, mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền đất công à, đất dương nhà ở thì à, liên hệ số điện thoại em dưới màn hình nha thì em có người xuống lấy thông tin và ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha đây một clip anh chị ha mỗi clip được khoảng 5 6 mét anh chị khá là rộng nha thì mương thì à, khoảng một mét hai đến năm mét rưỡi lên vậy cũng nhỏ thôi nó không có chiếm diện tích đất mình đó cây dừa nó chị hay có con gạo nha là ranh giới cuối cùng của mình anh chị phía sau cái đu đất mình cũng có nhà ở đó anh chị ha Cái đường đá xanh nó đường thông nha anh chị em xin nhắc lại là đất mình là hai mặt tiền nha một mặt tiền là 52 mươi mét là đường xe ô tô loại nhỏ ha còn mặt tiền thứ hai là đường đá xanh đường xe máy là một mét rưỡi đường thông luôn nha anh chị À, anh chị đi đường nào vô cũng đất cũng được hết nha rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha còn đây còn đây là cái máy mua tưa nè anh chị đó gắn hệ thống bếp quay tự động hết rồi nguyên cái giường mình luôn anh chị đó mình tưới thiêu rất là dễ dàng mình kéo rồi dao lên là tự động nó tưới anh chị ha khoảng 5 đến 10 phút là đủ cái độ nước để cho nó tưới cây hết chị ha trên đất mình anh chị thì sạch sẽ nha không có màu mãi gì trên đất nha anh chị anh chị cũng biết thấy rất là rõ ha quay rất là kỹ em vô trong cái giường luôn quay cho anh chị xem nè kế bên đất mình cũng không có màu mã luôn anh chị đây anh chị về đây nghỉ dưỡng mà phía sau có trồng trái cây này thì quá là tuyệt vời chị rồi mình trồng thêm một số cây ăn trái mình thích nha anh chị ví dụ trồng đây là trồng bưởi nè rồi mít nè hay là sầu riêng nè, đó nhiều cây trái mà chị thích thì trồng thêm vô ha. Tại vì mỗi cây á này nó cũng cách xa anh chị, mình chen vô mình trồng. Rồi ở trước mình cắt cái nhà mình ở anh chị ha. Nếu mà anh chị có con cái thì thì phân ra để cho mỗi đứa con á một lô để mình ở. Đây nhìn cây trái chị không? Rất là mê, bông mình chị ha. Rất là nhiều nha anh chị, một cái vườn cây trái rất là nhiều nha khế này là khế ngọt anh chị không phải là khế chua nha khế ngọt nha cây hướng à, miếng đất mình đã hai mặt tiền nha anh chị là hướng đông nam và hướng đông bắc nha đó hai hướng này đó anh chị hợp hướng nào thì mình xây nhà và hướng đó rất là thuận tiện cho mình lựa chọn ha từ vị trí giường mình á di chuyển ra về trung tâm thành phố Mỹ Tho là di chuyển khoảng là chạy xe 12 phút nha Còn nếu anh chị ở Sài Gòn mình di chuyển về đây là khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đi xe ô tô à, đường cao tốc nha anh chị còn nếu anh chị à, đi xe máy thì khoảng hơn 2 tiếng là tới vị trí cái mảnh giường mình cần coi ha giá gia chủ ký gửi là 2 tỷ 2 nha anh chị nên tổng cái giường này đó là 1.781,2 mét vuông đó, nó cụ thể chi tiết để anh chị nắm ha rồi đến đây em kết thúc video à quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh giường khế này thì liên hệ bên em ha thì à bất dịch á, anh chị di chuyển về đây xem được á thì cứ liên hệ bên em, em sẽ ra đón trực tiếp anh chị vô xem cái mảnh vườn này và gặp chính chủ luôn để mình thương cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Thì anh chị cũng thấy rất là rõ ha, quay xung quanh đất à, sạch sẽ nè, không có màu mã nè. Khu đây á thì nhà cửa ở rất là đông, dân thì rất là thân thiện nha anh chị. Rồi, bác sản đã bị xin chào, hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. À, xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.